Rồi, được 181 trái đỏ nha bạn. Rồi, mình chế được thêm 18 cái quả cầu Pokemon nữa. Để mình thu mấy cái con Pokemon gì hết, chừa lại cái con dơi các bạn, với lại cái con ếch á. Rồi xong rồi mình kêu cái con dơi của mình xử mấy cái thanh niên chim biển này nha bạn. Nãy giờ bị nó hành như đời tới. Kiểu mà nó quánh bể hết trơn mấy cái vàng của mình luôn các bạn, bể hết mấy cái vàng này nè, mình vừa mới xây lại á. Rồi sẵn tiện nâng cấp cái ngôi nhà của mình đó các bạn, lên thành nhà đá luôn nha. Đây, mình nâng cấp nó như này nè, cho đỡ khổ mấy thanh niên chim biển này hành mình quá trời rồi. Để mình chế mấy quả cầu này thu vô bớt mới được. Mấy con này chắc là mình không xài nữa các bạn, mình chỉ sử dụng cái con ít này thôi. Luyện cấp cho nó rồi chúng ta tiến hóa nó. Cái con này thì quánh lên turbo cũng được nữa bạn, nhưng mà cái máu nó yếu quá. Để mình gán luyện cho cái máu nó trâu trâu tí á, để cho nó đi quánh mấy con kia lên turbo cũng được. Ok, đây đã, hello tất cả các bạn nha. Video này chúng ta lại chiến tiếp tục series game Arca mình nha bạn, Arca Pokemon đó. Lần nào kiểu mà gán quyết tâm bạn, ra 2-3 tập cho các bạn xem thì y như rằng chiều đó bị lời nguyền các bạn. Bằng công việc kiểu mà sắp mặt luôn á, không ra clip liên tục được cho các bạn xem á. Thì để bữa nay mình làm bù lại nha các bạn. Kiểu gì nhiều bạn cũng bảo là gameplay lại hứa, nhưng mà để mình cố gắng nha các bạn. Để coi coi tạm thời thu em này vô luôn đi. Rồi đây nè, mấy thanh niên nè, mấy thanh niên này đó các bạn, chơi nó bé ra xử mấy thanh niên này. Hãy mới quánh banh nhà của mình chứ các bạn. Nói chung là cái con dơi của mình làm được các bạn. Đó, dứt hết nó. Vậy đây em, được các bạn. Thấy con dơi này của mình kiểu mà sai được không? Nhưng mà cái con này kiểu mà tốc độ di chuyển nó hơi chậm các bạn. Chúng ta không tăng cái tốc độ di chuyển nó được á, phải tăng được nữa thì ngon. Rồi, con này chỉ có thể tăng đam thôi. Rồi, mình chế thêm một đống mấy quả cầu nữa nha bạn. Tập này thì mình sẽ tập trung vô đi bắt Pokemon luôn á, cho nó phê. Rồi, ở đây thì mình sẽ chế thêm mấy cái Cemented Bay nha bạn, với lại mấy cái Spark Powder ở đây. À, chúng ta còn thiếu Metal Ingot à. Có luôn. Để mình lên thời luôn nhé bạn, xây cái bàn Fabricator này ra này. Đây mình cần thôi với lại da ha, bỏ vào đây để chúng ta làm xăng. Rồi mình học electronic đó bạn, với lại polymer luôn. Wow, tính ra là ở trong cái mod Pokemon là nó có thêm mấy cái bàn ở dưới này nữa các bạn. Nhiều bạn nói với mình là trong cái mod Pokemon này là có cái quả cầu Master Ball nữa các bạn, là bắt thú nó dễ hơn á. Nhưng mà nãy giờ mình lục cũng không thấy cái quả cầu nữa các bạn, Master Ball. Cái này nó chỉ là skin nữa. Rồi chế ra mấy cái này. À, mình thấy rồi các bạn, cái Pokemon Healing nữa các bạn, Canson nè. Có thể là cái bàn này là giúp cho chúng ta hồi máu mấy con Pokemon nè. Còn cái bàn này thì dùng để chứa mấy quả cầu Pokemon đó. Còn bàn này là dùng để Chending. Chending là sao ta? Để mua bán à. Thì nếu mình đủ điều kiện mình sẽ chế mấy bàn này test thử các bạn. Nhưng mà mình thấy có cái bàn Healing này là thấy ngon nè, dùng nó để hồi máu cho mấy con Pokemon này cũng được. Rồi, ở
đây chúng ta có xăng nữa. Bỏ vô cái máy này. Rồi, ở đây mình cần metal ingot với lại silica. Metal ingot. Hôm trước là mấy cái silica là đây, còn được mười mấy các bạn. Để mình gắng cố gắng chế tạo đủ được 50 mấy cái electronic các bạn, để chế một cái bàn tele với lại một cái remote tele là ngon. Kiểu đi đâu xa chúng ta chỉ việc tele dời cho nó khỏe. Đây mấy thanh niên này là kiểu mà cho mình mấy cái silica các bạn, nói chung cũng được, có giết vài con là được. Nói chung là quá ít nha bạn, cảm thấy hơi ít đó. Tạm thời ở đây thì mình sẽ chế thêm tên thôi. Sẽ lại kiểm tra coi này của mình còn. Rồi, hết mấy cái này của tích rồi bạn. Snaggle Berry thì còn. Rồi, thịt thối thì rất là nhiều nha bạn. Nói chung thịt thối thì mình không thiếu. Lấy thêm hai mươi mấy lọ na cổ tích nữa cho bạn. Tầm bao nhiêu tên đây là chắc đủ rồi. Đây, lên đường nè. Ôi, 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 đau, 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 đau. Ui, mình lại gặp cái con quỷ chuột vàng này nữa các bạn. Ba ca mấy máu. Con này ba ca mấy máu. À, đừng hốt xác nó luôn mới được. Mà tính ra cái con dơi này quánh đúng ngu luôn các bạn ơi. Chạy à, thanh niên chuột chạy rồi. Ok, ngưng boy. Mình thấy cái con chuột vàng này nó cũng nhanh đó bạn. Nó còn có 70 giọt à. Mình thấy con chuột vàng này nó di chuyển nhanh nè. Được thì để mình tem đó. Khó chịu. Không lượng sức mình. Dạ. Thôi. Đây, nhiều bạn nói với mình là tem cái con này là phải đợi hết cái cây này các bạn. Ui. Rồi xong luôn. Bao đời, bao đớm thật sự các bạn.
Đang tem. Vãi chưởng luôn. Đang tem cái con đó nó chạy lại nó dứt luôn chứ. Con này thì level thấp quá. Wow, mình thấy cái con Pokemon Nidoqueen này thấy ngon nè các bạn. Con này tới 14k máu mà nó di chuyển nhanh nữa. Nhưng mà con này lại không có turbo vậy các bạn. Mình nghĩ là quánh yếu á. Rồi xong rồi chúng ta mới tem đó. Quánh yếu là thu vô quả cầu á. Nhưng mà con này hiện tại giờ chắc mình căng không lại đâu. Bố lão. Con dơi của mình kiểu mà di chuyển quá chậm. Đây, bên đây mình thấy có con Pokemon nữa nè. Toàn là mấy cái con kiểu này không bạn. Mấy con này đi nó nhanh đó. Nhưng mà thấy yếu quá. Wow, cởi con dơi này đúng mệt mỏi luôn bạn. Đi chậm như đời tới. Ở đây là có cái con Pokemon này 6k2 thu hộ các bạn. 3000 mấy máu. Úi dạ dạ dạ. Trời đất ơi. Con này nó quất một phát 1000 mấy các bạn. Được. Mình thấy con này kiểu mà tem được này. Đây, để mình dụ nó ra nha các bạn. Con này cấp độ có 144 mà nó quánh 1000 mấy. Quánh đau như đời tới. Nhưng mà mình nghĩ là mình có cách bắt được nó. Kiểu mình xây một cái bẫy các bạn. Rồi xong rồi bắn xỉu nó. Rồi xong rồi chúng ta sử dụng cái quả cầu á. Tem nó là ok. Rồi thu con dơi mình vô nha các bạn. Quánh có 2 hit nhỏ muốn CD luôn. Pha một tí đá. Để mình xây một cái bẫy với nè. Wow, thanh niên này có 144 mà mình cảm giác chất lượng đó bạn. Bánh một ca máy, điện cấp cũng ngon á. Cho mình thấy kiểu mà mấy con Pokemon mình bắt hai tập trước các bạn, thấy hơi yếu quá. Thấy thanh niên này ngon nè. Rồi, đây là một cái bẫy rất là cơ bản các bạn. Kiểu bạn nào chơi ADK có thể là áp dụng cái bẫy này của mình cũng được. Rồi, cơ bản vậy thôi các bạn, xây thêm hai cái cầu thang nữa là ok. Đó, ngon lành, vụ nó theo cái hướng này nè. Để coi. Quay, cu. Đi theo tao. Rồi, tính ra là thanh niên này di chuyển cũng chậm nha các bạn. Nói chung là mình vừa chạy vừa bắn vẫn được. Đấy. Là đây, có nhà đẹp này con. Rồi, xong.
Coi như xong nha các bạn, kiếp này coi như bỏ. Đó, nếu mà các bạn xây cái bẫy như này nè, bắt nó sẽ dễ dàng hơn đó. Rồi, mình đặt hy vọng vô con này nha các bạn. Con này cứ mà đâm to là tha hồ cho chúng ta đi farm mấy cái Reddit luôn. Thì được rồi, trong cái thời gian mà mình đứng mình bắn tem con này các bạn, bạn nào chưa like video mình á, nhớ kéo xuống like để ủng hộ tinh thần làm clip mình nha các bạn. Để mình gắng sắp xếp thời gian á, mình làm thêm nhiều game mới á, với lại làm thêm nhiều tập cho các bạn xem. Rồi, bắn hụt đúng không? Chưa. Sắp hết tên ngủ rồi bạn ơi, căng. Mới 5k2 turbo à. Rồi, để mình sử dụng cái con này thử các bạn. Ok. Xài thì chiêu đi con. Quên nha bạn, để mình kêu mấy thanh niên này đi xa xa đằng kia mới được. Thấy bà không? Vô lại nè. Rồi, mình cho mấy con chuột này đi xa tí đi ha. Ôi xỉu luôn rồi. Đỡ quá bạn, xỉu luôn rồi. Mình tính lấy cái con này ra cho nó quánh á, nhưng mà không sao, nó xỉu luôn cũng được. Rồi, rồi mình sẽ bắt nó. Hy vọng là kiểu mà quăng vô phát là tem được luôn các bạn. Ngon. Rồi, mình bắt được nó nha bạn. Quá ngon luôn. Hy vọng là có em này là sẽ làm nên tất cả nha bạn. Với lại hy vọng là mình cưỡi được nó. Quá ngon. Rồi, ngon lạnh cành đào nha bạn. Mình cưỡi được em nó nha. Để coi, đóng thử phát coi. Wow, 2000 đam nha bạn. Rồi, với lại con này cứ mà chúng ta có thể là tăng được cái tốc độ di chuyển nha. Wow, rồi, thời tới các bạn ơi. Ý là cấp độ mới có 144 nữa đó. Đây, mình tăng được tốc độ di chuyển nữa nè. Con bên kia 108. Để coi con này xuống nước đi nhanh không ta. Ôi, em này xuống nước đi cũng không nhanh lắm nha bạn. Rồi, mình nghĩ là tạm thời xài tạm gì cũng được rồi. Con này của mình là 5600 máu. Nó bị gì à? Wow, tính ra là con này chỉ mỗi được đánh thường thôi nhé bạn, nó chỉ đánh thường không à. Sao nó không xài tuyệt chiêu gì vậy đâu? Các bạn căn con đó ổn không? Thử mới biết đúng không? Dù sao cấp độ mình cũng lớn hơn mà. Quánh trước nó một cái nữa. Đấy, ngon lành liền. Wow, con này thịt đùi với lại keratin đồ của nó cũng nhiều các bạn.
Rồi, thấy sai sai rồi đó. Con này lẽ ra phải cho nó lăn được các bạn thì ngon. Rồi, ok. Rồi. Để mình đi bộ luôn nha các bạn, đi bộ khám phá cho nhanh. Cần thiết á thì mình sẽ quăng cái con Pokemon ra. Rồi, nhìn xa xa là mình thấy có con gì đó các bạn. Ôi, ở đây có con rùa nãy các bạn, con rùa này nó tem nha các bạn. Wow, thanh niên này cứ mà nhìn cũng rất là dữ các bạn. Ôi, nó bắn tuyệt chiêu luôn kìa. Ghê vậy. Wow, kiểu mà nó căng luôn cái con Bronto luôn các bạn. Khủng khiếp thật sự. Còn hai thanh niên này, nhỏ nó cứ ăn chậm đồ mình hoài. Chơi hai bé này. Wow, giết xong một phát cho mình đóng mấy cái berry vô luôn các bạn. Phải cả trưởng. Lên 13 cấp. Tính ra mấy cái berry này kiểu mà mấy trái cây này một đống luôn các bạn. Mà ăn vô không có hiệu ứng gì nữa. Phải kiểu mà ăn vô nó tăng máu được thì ngon. Wow, tính ra là mấy con Pokemon này các bạn cho nó ăn thịt đó, nó vẫn tăng được máu với bạn. Ngon lành luôn. Rồi, nhìn từ phía xa xa là mình thấy con gắn đó bạn. Abok gì nè. Con gắn đó là giống con gắn của bên đội Hỏa Tiễn ha. Rồi, ok, ngon. Wow, chiếc con này là 30 mấy miếng thịt đùi với bạn. Mà đã. Thu em nó vô trong quả cầu nha bạn. Lên đường đi tiếp nè. Máu còn có 3k8 mà nói chung cũng hơi ngán. Rồi, với lại là mấy con này sau khi mà các bạn thu vô trong quả cầu bạn là cái túi đồ của nó là nó vô trong quả cầu luôn á. Ngon luôn. Ơi chết 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 rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết tôi rồi. Con này nó target mình các bạn. Mình nghĩ như thế này. Kiểu mà con này mà mình mà giết được các bạn, con Mega này nè. Là chắc chắn là nó sẽ cho mình rất là nhiều đồ á. Để coi thử nó bắn mình rồi. Tốn bao nhiêu máu á. Nghĩ quỷ này chắc cũng không mạnh lắm đâu. Nó bắn nè. Ôi, 3-4 giọt các bạn. Hư cái nón á. Để coi coi vô. Mình nghĩ là chúng ta sẽ chơi được. Không bậy rồi, lấy con này ra là bậy rồi. Ôi, nhưng mà mình thấy nó chơi cái chiều xuống nước đó cũng hơi ngán ngán các bạn. Không lẽ vừa mới bắt con này mà nó chết luôn đó thì nó lại hơi toan. Chạy thử luôn. Ê, mình bị chón. Mình bị chón các bạn ơi. Ok. Ê ạ à. Thôi 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 xong. Ôi. Chưởng gì đời tới các bạn. Chưởng vái cái chưởng. Rồi, sát mình đây. Quá nguy hiểm chứ bạn.
Kìa nó bắn nha, nó bắn khí thế luôn. Mình thấy có một con rùa giống vậy các bạn. Ở dưới nước á là có thể tem được á. Uầy, cái con đó đi xuống dưới nước là rất là dữ các bạn. Kiểu mà tốc độ nó nhanh á. Đấy, mình dụ em cấp độ 400 mấy này các bạn. Ủa làm gì vậy con 400 4 nó làm gì nó bỏ chạy luôn vậy ta. Cấp độ 36 đó các bạn. À mình gặp cái con chó này nữa nè. Con chó này có khả năng quýnh lên tu bò với bạn. Mà máu yếu quá. Ồ à, mấy con này của mình kiểu mà đầy máu à. Mạnh như đời tới quá. Ok. Còn Pokemon mình sau khi mà chết thì nó tự động được thu ngược lại vô trong quả cầu các bạn. Máu còn 11%. Ok, như vậy mình nghĩ nó không sao cả. Mấy máu các bạn. Khó bỏ ra thời gian tí với các bạn. Cuối cùng mình đầy máu á. Cho nó ăn thịt kiểu là như đời tới luôn. Đó. Giờ đầy máu nè. Căng cả thế giới nè. Đấy. Mình sẽ dễ dàng farm được credit các bạn. Chịu khó bỏ ra thời gian tí á. Nhưng mà không sao. Các bạn xem clip thì dễ rồi. Kiểu các bạn xem clip thì mình edit các bạn. Lia qua cái là xong. Rùa Kini. À, giờ mình có thể căng hết nha các bạn. Rồi, tăng thêm máu tí nữa. Con này của mình lên tầm khoảng chừng 20.000 máu á. Là khỏi sợ bố con thanh niên nào luôn. Đây, đây, đây. Bỏ nha bồ. Ngon lành các bạn ơi. Căng cả thế giới. Bỏ thời gian ra tí là giải quyết mọi vấn đề đúng không? Tại nãy giờ máu mình kém quá không có dám đụng chạm tới ai hết. Đó, bây giờ mình giết được mấy con này là có được Redis nè. Cái này mà level mình cao lên tí nữa, tăng thêm tốc độ di chuyển nữa là ngon.
Ai, con rùa này quá trời mấy Pokemon la lạ luôn nhé bạn. Nhưng mà mấy con này mình cảm giác yếu quá. Thôi chúng ta giết nó để farm relic thôi. Ồ, có con rùa con nữa nè bạn. Mấy con nhỏ nhỏ gì giết một lần 4 relic. Ui, giết con này được 10 relic luôn nè. Ngon rồi, ngon rồi. Ôi, nãy giờ là mình đã farm được 31 credit nha các bạn. Để ráng cố gắng lên được 100 credit đó. Mình đi mua cái con Pikachu luôn. Rồi, ở đây có xác con cá sấu nữa các bạn. Là đây con rùa kia. Con này xuống nước không biết nữa, kiểu mà nó phun mình được các bạn. Rồi xuống nước kiểu mà lợi thế thuộc về nó với bạn. Chạy rồi, nên đi bỏ chạy rồi. 300 mấy chưa gì chơi mình đấm cái bỏ chạy rồi. Được à. Hồi nãy là còn con 400 mấy nữa đúng không? Chưa gì chơi đã bỏ chạy. Vô. Rồi, thì bạn nói với mình là hết cái cây đó các bạn, và chúng ta sẽ tem đó. Kiểu hết cái cây đó nó tăng cái tỷ lệ phần trăm lên đó. Ghét dễ sợ. Lần này mà mình quăng nữa mà kiểu mà bắt không được rồi mày mệt mình thì chứ tao. Hết cái cây đó mà không lên phần trăm nào không hay là không tem được rồi nó chết đấy cho mình đó mày. Bắn bắn chạy. Anh em này gặp mình bỏ chạy luôn ơi. Ui có đập ghê vậy. Quay ít kỳ diệu các bạn. Ngon. Ui đúng cái con ít kỳ diệu mình thích rồi nè. Tem bằng lóc ao. Rồi quánh hai cái là thấy mệt mình liền. Mình hy vọng là tem được nha các bạn. Ôi con ếch kỳ diệu này là kiểu mà sau này con ếch kỳ diệu này là kiểu mà nó đã tiến quá đúng không bạn? Sẽ có 3% như ta. Đây chị bạn bảo hết cái cây này mày. Rồi chúng ta quăng thêm bằng nữa nè. Tem nào tem nào. Còn 2% giờ cho càng ngày nó càng tụt vậy bạn. Cái nó không được cái tôi xử nó quá mình rồi đó. 3% lên nhé bạn mà lên từ từ.
con này thì hơi ngán các bạn, con nó cũng anh mạnh đó. Đây mình thấy có con ma vậy nè. Nè. Ngon, với con này cũng có 3 Reddit luôn nha bạn. Chi tên. Rồi, nói chung là mình thấy ngon lành cành đào đó bạn ơi, mình có con này là thấy ngon rồi. Nó kiểu mà nó có đam á. À hồi chúng ta đi farm á. Này đánh dòng về nữa là sẽ có được Reddit nha bạn. 41 Reddit rồi nè. Thôi thôi thôi, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Quánh cái xỉu luôn các bạn. Mày đám ma tới. Ây da. Quánh nó đẩy đi các bạn. Con nó nguy hiểm quá ta. Đây mình thấy có con nhộng gì nè. Vẫn còn xíu. Thôi, không nên quánh mấy con này bạn, không khéo cứ mà nó lên tu bồ như đời tới luôn. Độc của mấy con đó ghê gớm phải. Rồi, phía trước mình thấy có con gì nữa bạn. Mấy Pokemon cứ mà lạ lạ nhóc hết trơn luôn á. Chơi càng cuốn thật sự. Gì á? Ây da, thôi. Quýnh mình gách quần gách áo hết rồi bạn, phải chịu. Rồi, đứng đây đợi cho em nó tỉnh nha bạn. Phải chịu. Rồi, em nó tỉnh nha bạn. Nhưng mà mình đói sắp mặt luôn. Coi coi mình quay lại chiến đấu lại các bạn. Cái mũi này kiếm chuyện nó mới ghê chứ.
Giết mấy con nhỏ nhỏ này Reddit rất là nhiều nha bạn. Đã. Rồi, con này đỏ chán con khủng long nữa bạn. Ôi. Khủng long với chúng tôi. Quá là mình bị. Ây da, mình bị đói dữ rồi các bạn ơi. Quá đói, mình hết thịt luôn rồi. Quay về cái mới được. Sau một cuộc hành trình thì mình đã quay được về nhà nha các bạn. 68 Reddit vẫn chưa đủ để mà mua được Pikachu á. Rồi rồi, hoài nhưng mà mình mua được khá là nhiều con nha các bạn. Đây, thêm hai cái thêm 20 Reddit nữa là mình có thể mua được Pikachu nha các bạn. Nhưng mà sao mấy ông, dự định lúc đầu của mình là mua cái con này nè. Con ít kỳ diệu nha các bạn, nhưng mà thấy ít kỳ diệu hơi bị yếu á. Giờ sao đây? Tích thêm 20 nữa để dành mua Pikachu các bạn. Ở đây là có thể mua được cái con mèo biết nói nè. Nhưng mà thôi, mình sẽ mua Pikachu đi các bạn. Tại vì hồi nãy mình có đập thử cái con ít kỳ diệu á, mình thấy nó phế quá. Pikachu thì qua tới giờ chưa gặp đúng không? Nên coi được mình mua con Pikachu đi cho nó ngon. Con này cũng có luôn nha các bạn. 3 Reddit. Wow, anh em xỉu sắp mặt nha các bạn. Rồi rồi. Hiện tại giờ là mình được 92 Reddit nha các bạn, còn thiếu 8 Reddit nữa là mua được cái con Pikachu á. Nhưng mà thôi, mình mai chiến tiếp nha các bạn. Mai mình vô mình quay clip tiếp cho các bạn xem. Hẹn lại các bạn ở video mai nha. Tự nhiên đang quay clip mà chóng quá. Kiểu mà nó say sẩm luôn các bạn. Mai chúng ta chi tiếp các bạn. Mai vào farm đủ rồi mua cái con Pikachu test thử cho bạn xem. Thôi được rồi, bạn nào yêu thích thì nhớ like video mình nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mai chúng ta chi tiếp. Có được cái con rùa này là thấy hơi bị ngon các bạn. Cái con Pokemon này nè là hơi bị ngon rồi. Nó giúp mình farm quá trời mấy Reddit luôn không.